Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên AB Shop Ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta đang có một vài những cái thứ khá là đặc biệt đúng không? Nhưng mà bỏ qua những mấy thứ mà ở trên bàn đồ này nọ đi Thứ đặc biệt mà ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn đó chính là chiếc màn hình của nhà LG này Đây là màn hình Duop, đây là LG Duop với một cái mã đang hiện trên màn hình chứ thực sự là nó nhiều thứ để mà nói ở trên cái mã này lắm nhưng mà thật sự thì để cho các bạn có thể dễ dàng chúng ta tiếp cận được với cái chiếc màn hình này thì trong video ngày hôm nay mình sẽ review đánh giá nhẹ về cái sản phẩm này và chúng ta hãy cùng vào video nhé và nếu mà các bạn muốn mua bất kỳ một cái sản phẩm ví dụ như bàn phím Logitech ở đây ví dụ như chiếc màn hình LG Duop này thì các bạn có thể định với AB Shop đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video còn bây giờ bắt đầu vào video thôi Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua một tí về cái chiếc màn hình này mà thứ đầu tiên là chúng ta cần phải nhắc đến đó chính là phần chân đế của sản phẩm. Chân đế của cái sản phẩm này nó sẽ là một cái chân đế theo dạng stand, à, nói đúng hơn thì nó là một cái ego stand bởi vì đây là một cái chân đế, các bạn sẽ đơn giản là chúng ta chỉ cần gắn nó vào phần bàn sau đó các bạn siết ốc lại và như thế thì chúng ta đã có một cái chân đế rồi ra các bạn chỉ đơn giản là chúng ta gắn cái màn hình vào thôi. Khá là đơn giản đối với bản thân mình. Tuy nhiên thì lúc mà mình ráp cái chân đế này vào cái bàn thì mình cũng đã mất một đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 phút. Bởi vì thứ nhất cái chân đế này nó khá nặng. Mình phải nói là nó khá nặng nhất là phần trụ chính của nó được làm bằng thép và phần trụ này thay vì là với những cái phiên bản Ego trước đây thì chúng ta có cái trụ được làm theo dạng là trụ tròn theo dạng là hình tròn thì bây giờ thì chúng ta đã có theo dạng là hình oval, hình nó đúng hơn là hình trụ đó để giúp cho các bạn có một cái thế vững chắc hơn khi mà chúng ta sử dụng cái cánh tay này. Tuy nhiên thì để thêm một điểm mà mình thấy là cái ego stand mới này của chiếc LG DuoP này nó làm rất tốt, đó chính là phần thay vì là các bạn sẽ di chuyển cái khớp, chúng ta có một khớp duy nhất đó chính là khớp nằm ở phía giữa và cái khớp này nó sẽ giúp cho các bạn di chuyển rất là nhiều thứ đầu tiên là các bạn có thể là di chuyển qua lại cái chiếc màn hình các bạn có thể di chuyển lên xuống hoặc là chúng ta còn sẽ có một cái khớp nhỏ nữa chúng ta kết nối ở phần màn hình tuy nhiên thì cái phần khớp này các bạn chỉ có thể là dạng ngửa màn hình qua xoay nhẹ màn hình qua lại thôi nó không có điểm gì đặc biệt nhưng mà cái thứ mà chịu lực nhiều nhất đó chính là nằm ở cái khớp giữa cái khớp giữa này nó sẽ tách biệt hoàn toàn với là cái trục và thật sự là mình khá là thích đối với cái phần chân đế này thay vì là chúng ta có một cái phần chân đế như là những cái ego stand trước đây của nhà lg thì bây giờ phần chân đế này đã được cải tiến đi rất nhiều bên cạnh đó có một điểm nhỏ thôi mà chúng ta cũng có thể là sẽ để ý đó là các bạn thấy là phía sau chúng ta sẽ có những cái đường để các bạn có thể đi dây khá là đơn giản đối với những người nào mà các bạn lần đầu tiên sử dụng những cái thiết bị màn hình những cái tay kiểu như thế này để mà chúng ta có thể là sử dụng các bạn có thể thấy là đây là một cái màn hình khá là lạ cũng như là nó khá là ấn tượng ấn tượng là vì sao ấn tượng là đây là một cái màn hình có tỷ lệ là 16 chia 18 tại sao lại là 16 chia 18 đó là vì đây là hai cái màn hình 24 inch theo cái tỷ lệ là 16 chia 9 được gộp lại với nhau thành một cái màn hình này xếp chồng lên nhau đó thì các bạn hãy thấy 16 9 sau đó chín nữa thì sẽ thành 18 đây là một cái tỷ lệ mình thấy là khá là lạ và cũng gần như là đây là lần đầu tiên mình thấy một hãng họ làm một cái màn hình nó có tỷ lệ như thế này tuy nhiên thì chúng ta hãy nói sơ qua một tí về cái phía ngoài của chiếc màn hình này trước đi rồi hãy nói về phía trong à, nhất là phần mặt sau bởi vì ở mặt sau các bạn sẽ có một cái bề mặt gần như là không có cái gì cả ngoài cái logo của LG và ở phần cổng kết nối thì đây là một trong những cái màn hình mà có nhiều cổng kết nối và đầy đủ cổng kết nối nhất các bạn sẽ có hàng loạt những cái cổng kết nối như là USB Type C nè các bạn tất nhiên sẽ có một cổng nguồn các bạn sẽ có hai cổng USB Type A rồi chúng ta có HDMI chúng ta có Display Port Mini rất 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 là nhiều cổng ở trên này và gần như là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ví dụ như ở đây à, các bạn có hai thiết bị thì các bạn cũng có thể cùng lúc kết hợp lại sử dụng ở trên cái màn hình này ví dụ như ở đây mình có một chiếc laptop các bạn có thể kiếm thêm một cái PC nữa hoặc là các bạn cũng có thể kết nối nó với một cái máy tính bản ví dụ như là iPad, ví dụ như là Samsung Tab nào đó. Nói về phần màn hình đi, ở phần mặt trước thì tất nhiên các bạn sẽ có ba cạnh trên, trái, phải đều sẽ khá là mỏng với cái viền của nó được làm mình có thể nói là rất tốt. Tuy nhiên thì dĩ nhiên cái phần cạnh dưới thì chúng ta cũng sẽ có một cái cạnh khá là dày. Đây là điều gọi là đặc trưng của nhà LG rồi và tất nhiên tất cả những cái linh kiện tất cả những cái dây điện đồ này nọ của cái màn hình này sẽ được đặt nằm ở phía dưới này cho nên là chúng ta không thể nào mà chắc được à ngoài ra thì cái màn hình này nó cũng sẽ có loa luôn à, để giúp cho các bạn có thể là chữa cháy tại sao mình lại nói chữa cháy để bởi vì bình thường với những con loa ở trên cái màn hình trên à, tất cả những cái chiếc màn hình luôn thì gần như là các bạn không có một cái không gian để nó tạo bát nhiều cho nên là đối với chép này đối với những cái giải ví dụ như là những cái giải tầm trung đi thì nó có thể ok nhưng mà về bass nè về cái độ rộng của âm thanh thì nó không thể nào làm tốt được cho nên là các bạn có thể là sử dụng nó để chữa cháy hoặc các bạn có thể mua cho mình một cái bộ loa gắn ngoài để chúng ta có thể là tăng cái chất lượng âm thanh của chúng ta lên về hơn thông số thì cái màn hình này nói đúng hơn thì nó sẽ có kích thước là 27,6 inch sử dụng độ phân giải là 2560 nhân cho 2880 À, tuy nhiên thì đó là những cái thông số thông thường mà các bạn không cần phải quá suy nghĩ nhiều đâu và một trong những thứ mà chúng ta đáng phải lưu tâm nhất đó chính là phần tấm nền của nó đây là một tấm nền nano IPS là và cái tấm nền này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm màn hình có thể nói là khá ổn ở trên chiếc màn hình này à, bên cạnh đó thì đây cũng sẽ là một cái màn hình có cái độ sâu màu lên đến là 1 tỷ màu kèm theo đó sẽ là độ tương phản dù không thực sự quá cao nhưng mình có thể thấy là nó khá đủ dành cho cái màn hình này, đó là 1000 chi 1. kèm theo đó là tốc độ phản hồi là 5 mili giây. Bây giờ thì chúng ta hãy nói đến cái phần quan trọng nhất đó là chính là màn hình nhưng mà thứ mà mình muốn nói nhiều nhất đó chính là việc mà các bạn sẽ sử dụng thứ gì các bạn sẽ làm những gì ở trên cái phần màn hình này thì chắc chắn là các bạn cũng đã thấy rồi đây mình đã chia cái màn hình này ra thành hai phần trên và dưới để các bạn có thể sử dụng thì với một cái màn hình như thế này thì các bạn có thể là sử dụng nó để vừa làm việc ví dụ như những bạn nào giống như mình edit video thì ở phía trên các bạn có thể để thông tin để những cái mà liên quan đến video hoặc là để những cái file ở phía cạnh trên và phía bên dưới thì chúng ta có thể để một cái à, Premiere chẳng hạn hay là một cái AE để chúng ta có thể làm việc à, Ngoài ra thì đối với những bạn Photoshop thì các bạn cũng có thể tận dụng những cái này để chúng ta à, làm hình ảnh, để chúng ta làm màu sắc đồ này nọ à, Mà đã nhắc đến màu sắc thì cái sản phẩm màn hình này chúng ta cũng sẽ có một cái chất lượng hình ảnh cũng như là màu sắc rất tốt Khi mà màu sắc của nó, chất lượng màu sắc của nó đơn đến là DCI-P3 98% và với một cái chất lượng cao như vậy thì đây sẽ là một cái màn hình mà dành cho những bạn nào làm việc liên quan đến mặt hình ảnh cái mà mình thấy hơi khó chịu đối với cái màn hình này đó chính là nó hơi cao mình nghĩ các bạn cũng sẽ thấy và gần như là những cái tính ứng dụng của nó đối với những bạn thông thường thì sẽ khá ít các bạn hoàn toàn có thể là chúng ta để cái màn hình sát xuống sau đó để nghiêng nó ra một tí để chúng ta có thể sử dụng mình ước gì là ở đây mình có một cái chiếc bàn nâng hạ Uh, nó sẽ phù hợp hơn với lại cái chiếc màn hình này để mà các bạn có thể là đứng chúng ta làm việc giống như mình chẳng hạn hoặc là các bạn có thể là để cho nó thấp xuống một tí sau đó là chúng ta có thể là nhìn lên nhìn xuống thay vì là các bạn phải ngước cổ lên thì nó sẽ hơi bị đau cổ còn ngoài ra thì mình có thể nói đây là một cái màn hình khá là kén người dùng dù là kén người dùng đó nhưng mà khi mà các bạn đã sử dụng rồi thì các bạn hoàn toàn rất là ưng ý với cái màn hình này uh, các bạn có thể thấy là chỉ cần chúng ta sử dụng một cái láp là các bạn đã có 3 màn hình cùng một lúc để chúng ta có thể sử dụng hơi khó lúc ban đầu để các bạn có thể là làm quen được nhưng mà nó sẽ rất ok khi mà chúng ta sử dụng và rồi đó là những gì mà mình muốn nói về cái chiếc màn hình này thực sự thì đây là một cái màn hình đối với mình là mình khá ấn tượng bởi vì cái kiểu thiết kế của nó bởi vì cái kiểu mà unique của nó à, còn các bạn thì các bạn sẽ sử dụng cái màn hình này vào cái công việc như thế nào? vào cái cuộc sống của các bạn ra sao hay để hãy để lại một comment phía bên dưới và nếu mà các bạn muốn mua chiếc LG Up này hay các bạn muốn mua bất kỳ một sản phẩm máy tính nào thì các bạn có thể định với AB Shop đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video lần sau bye bye